Mọi người xem qua cái link đăng ký đi, mọi người xem qua các vị trí vị của các vị trí đi. Xem qua trước đi. Các vị trí này đúng rồi, khả năng là sẽ phải kết thúc khóa 2 thì mới tuyển, tức là mới apply. Nhưng mà là thực ra là mọi người cứ apply trước đi, tức là để nhắm, mọi người là nên nhắm xem là mình sẽ làm được vị trí nào thì apply vị trí đấy, và bọn em sẽ phải training cho, và là sẽ phải có thời gian tầm khoảng 1 đến 4 tháng, 1 tháng đến 3 tháng sau khi kết thúc khóa 2 thì bắt đầu là triển khai. Nhưng mà mọi người là có thể là vào 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 trước để làm, trước cho quen đi đã. Thì anh em cũng biết, là như nhiều lần mình với cả Hưng đồng hành cùng nói với cả mọi người ấy, thì thực sự là mình và Hưng là mở lớp để dạy ấy, là để kiếm đồng đội để đồng hành mọi người. Mọi người như mọi người biết, như là team Chai Coi VN này, xong rồi team HC này, team UB này, đội của họ rất là đông, rất là đông nhá. Những thành viên ban đầu của họ ấy đều đi với nhau từ lúc bàn tay trắng, cùng cùng nhau khởi nghiệp, và đến bây giờ họ được trả lương cao, xong rồi là được nhận được nhiều nhiều tiền. Thì đấy là cái lợi ích nếu mà anh em đi đồng hành cùng với nhau. Đương nhiên là làm phải bỏ công ra, nhưng mà là mọi người cứ an tâm, ở từng vị trí thì lúc mà là team mình triển khai ấy, mà là có lợi nhuận đấy thì sẽ được chia phần trăm xứng đáng, càng làm lâu thì càng có lợi ích nhiều. Mà làm mấy việc này thực sự là nó cũng không mất nhiều thời gian của mọi người. Đúng rồi, mạnh mà. Mọi người đừng nghĩ là làm cộng đồng mà là ít việc nhá, nhiều việc đấy. Mà cộng đồng ấy thì mình thấy là làm cộng đồng, tức là chúng ta là bắt đầu từ cái mùa, chúng ta bắt đầu là hình thành từ cái mùa downtrend. Xong rồi chúng ta sẽ sống sót trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến cái mùa uptrend thì chúng ta sẽ đột phá. Đúng rồi, chúng ta sẽ đột phá. Thì bây giờ mọi người cũng đã biết tiềm năng của nhóm rồi, đúng không nào? Về việc phân tích dự án, về mặt kiếm kèo thì mình cũng có thể nói là không không thua bên nào cả. Bản thân mình là mình tự phân tích dự án, mình cũng thấy là mình cũng ổn ổn. Hưng thì ra kèo thì cũng gọi là khá là ổn. Tầm khoảng trăm kèo thì top lot tầm 4 5 kèo gì đó, tầm khoảng trên 90% ăn. Cũng ổn, đúng không? Đấy. Thì bây giờ là chỉ việc là bọn mình bây giờ là rất là yếu, mà bọn mình với Hưng ấy là không đủ người, và khá là yếu về cái mặt mà là nhân sự và marketing và nhiều cái. Thì cần đồng đội. Mọi người ạ. Thì
Về những vị trí ấy, thì mình cũng nói qua nhé. Đầu tiên là vị trí đầu tiên, là vị trí một ấy, là dạy học cho khóa cơ bản. Thì mọi người cũng biết là mình với Hưng là sẽ dạy nốt khóa 2 và thôi, không dạy khóa cơ bản nữa. Thì trong lúc đấy là mà mình với Hưng và mọi người là sẽ bắt đầu là xây dựng cái cộng đồng. Chỉ cần cộng đồng đông thì chúng ta sẽ bắt đầu là phát triển về 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 mặt dạy học và dạy học khóa cơ bản đấy. Mà thì mọi người cứ tính tính nhẹ nhàng, cứ 100 đô 2 tháng, tính số lượng đi, vừa học vừa ra kiến thức vừa cho kèo ăn đấy, dạy như mình dạy mọi người ấy, và dạy mà là sẽ mình sẽ có giáo trình mẫu ở khóa 2. Thì những ai mà là làm về cái dạy học cơ bản này thì sẽ phải bỏ thời gian ra, tức là phải biết là bỏ thời gian ra tầm một buổi tối, một số thời gian để dạy tầm 2 tiếng để dạy. Đấy. Như thời gian như khóa biểu mình dạy cho mọi người ấy, nó sẽ có thời gian biểu giáo trình, sẽ cần đến 1 đến 2 người để dạy. Dạy xong thì sẽ phải quay lại video, xong rồi là up lên một cái playlist của nhóm, tức là up lên một cái playlist của channel ấy. Thì mình sẽ những ai tham gia những cái đấy thì mình sẽ cấp quyền cho họ là ở trong cái nhóm ở trên YouTube, thì họ sẽ có một cái quyền để gọi là quyền quyền up bài, up video cho vào một cái playlist riêng đấy. Thì những người mà là tham gia vị trí một ấy thì sẽ được hưởng cái lợi thì sự lợi ích như thế nào? Đầu tiên là sẽ được đồng hành cùng với cả team là một này. Trước mắt là chưa có đâu người chưa có lợi nhuận thì sẽ được đồng hành cùng với cả team. Đấy. Cái thứ hai là khi bắt đầu mà dạy ấy, thì sẽ được chia sẻ lợi nhuận của cái khóa, tức là việc thu tiền của khóa cơ bản và 30%. Nếu mà được 100 người thì cái chia 30% thì được tổng khoảng 3.000 đô cho 2 người là 1.500 đô một người. Phần còn lại thì sẽ được chi cho việc marketing và phát triển team, tức là phần còn lại tầm khoảng 7.000 đô. Mình với Hưng là sẽ bắt đầu là đầu 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 tư cho việc quảng cáo, marketing và mọi và mọi việc và là mọi việc đấy. Thậm chí là những cái việc mà là chưa mà là mọi người mà chưa có lương thì mình với Hưng là sẽ bắt đầu là trích trích ra để chi một phần lương cho những người mà là tham gia những vị trí mà là chưa có lương đấy, mặc dù ít thôi nhưng mà gọi là cũng 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 có một chút, vì những cái việc đấy thì nó cũng không mất nhiều thời gian đấy. Nếu mà việc 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 dạy học thì ai ai đăng ký thì có thể là apply vào nhá. Đấy. Yêu cầu công việc thì là phải học thuộc đấy và phải biết về phân tích kỹ thuật đấy, mà phải giảng dạy được. Đấy, chứ không phải là không nhá. Nhưng mà làm ổn ấy thì đây sẽ là một công việc đều đấy. Coi như là đi làm về làm thêm cũng được. Đấy, nhưng mà cần cần mọi người phải có kiến thức, phải học thuộc. Chia sẻ diễn giải tốt nhá. Cái này nếu mà sẽ có một vài buổi dạy cho dạy thử và cho nói thử đấy, phải training phải thử xong rồi là mới làm được đấy, chứ không phải là một phát bù phát làm luôn thì hơi khó. Nghĩa là sẽ phải có training rồi. Đây là vị trí một nhá, bắt đầu này. Vị trí 2 là quản lý channel VIP của Việt Nam và nước ngoài. Thì yêu cầu của nó như thế nào? Tức là nó phải lên content, cập nhật kèo, lưu Excel. Đấy. Công việc này thì hỗ trợ thành viên nhóm VIP Việt Nam và VIP nước ngoài, chung hai cái đấy thì nó cũng như thì nó cũng là một công đôi việc. Up kèo và lên bài. Thì kèo tiếng Việt thì mình với Hưng là sẽ có kèo up lên các channel VIP. Và công việc thực sự là chỉ việc là dịch sang tiếng Anh và up sang bên nước ngoài thôi. Xong rồi thi thoảng anh em sẽ up một số cái link cũng như là chia sẻ vào nhóm VIP này.
xong rồi chia sẻ vào 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 nhóm, vào cái nhóm premium này đấy, cái kiểu đấy để cái kiếm thêm người vào, xong rồi là hướng dẫn họ là vào những ai chưa có rep thì mình đăng ký rep đấy, và công việc là tổng hợp những cái kèo nào mà ăn được thì chốt được thì anh em là tổng hợp lại đấy. Anh em biết thì mấy kênh giờ bui ở những cái ở trên channel phân tích kỹ thuật thì mình cả Hưng là kèo nào ăn kèo nào ra đều có hết đúng không? Ví dụ kèo nào ra thì có cái bài mà là để kèo ra này, xong rồi là kèo nó ăn này, thì mình bắt đầu take profit 1, take profit 2, take profit 3, thì bắt đầu là reply lại cái bài mà là up lên, và mình reply lại là cái kèo này ăn ăn đã ăn được rồi đấy, thì là làm như mình và Hưng làm ấy, xong rồi mình sẽ forward sang các kênh khác. Làm thì cũng sẽ làm lâu thì cũng sẽ làm thạo thôi. Ai apply vào thì sẽ apply. Thì lợi nhuận của cái này thì nó sẽ được chia là từ 5 đến 10% 1 đến 2 người. Đấy. Tính cả rep cả 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 VIP thì cũng ổn đấy, nhưng mà VIP này ấy, ở nhà VIP ấy, thì 100 100 đô một tháng thôi. 100 đô một tháng. Đóng 3 tháng thì rẻ hơn. 3 tháng thì tầm khoảng 270 đô chẳng hạn. Đấy là miễn phí. 2 tháng thì 100 100 180 đô, 3 tháng thì 270 đô tùy. Mình sẽ có các gói. Thì đấy là sẽ tức là mọi mọi thông tin nhá, đều sẽ có kế toán, họ sẽ ghi và tổng hợp lại danh sách. Thông tin Excel thì sẽ được up up lên một cái driver riêng. Mọi người có thể check được cái tài chính, cả bên nào ăn được thì sẽ ăn được ở là biết được ở bên đấy, kế toán nó sẽ làm việc đấy minh bạch luôn. À, anh em biết là mình với cả Hưng ấy dạy mọi người gọi là để kiếm người đồng hành thôi, chứ làm cộng đồng mà được ấy thì nó kiếm nhiều lắm mọi người, kiếm nhiều và kiếm đậm luôn. Thì sẽ làm tổng kết kèo Excel lợi nhuận cắt lỗ và nhờ và làm cắt lỗ như nào và ăn tổng kết kèo một tháng như nào, thì cái đấy là anh em biết là Hưng tổng kết là tháng 9, tháng 10, tháng 11 đều biết rồi đúng không? Đấy nhá. Đấy. Còn đâu là bác Vũ Phát thì vẫn cứ làm tổng thư ký thôi. Làm thư ký. Để cập nhật các thông tin, các kèo DeFi, các kèo Europe hay các gì đó. Hỗ trợ member. Đấy. Khi chúng ta đi vào hoạt động và có lợi nhuận thì anh em đều có lương hết. Đấy. Vị trí 4. Vị trí này là vị trí cần cứng này. Vẽ phân tích kỹ thuật, update các kèo lên cái ID ở trên trading view ấy cùng mình với Hưng. Và ra kèo ở trong và ra ra kèo trên các nhóm VIP. Đấy. Cái này yêu cầu là chỉ tỷ lệ cứng ấy, chết ăn được 80% trong 100 kèo. Và là sẽ được chia lợi nhuận là từ 5 đến 10%. Đấy. Và là cái vẽ như này này. Thì sẽ được dùng cùng tài khoản với cả anh em cùng mình với cả Hưng để up kèo, để chia kèo. Và là những cái kèo này nhá, sẽ phải up theo quy trình. Đầu tiên là nhóm team sẽ ra trước vào nhóm team. Thứ hai là sẽ up sang kênh VIP Việt Nam và nước ngoài. Đầu tiên là team này, xong rồi là đến nhóm thực chiến này, xong rồi là đến nhóm VIP này. Việt Nam và nước ngoài này. Xong rồi đến nhóm cộng đồng này, nó sẽ chia ra 3 cái. Và kèo thì sẽ ra tầm khoảng 3 đến 4 kèo một lần. Hoặc là 2 đến 3 kèo một lần để tránh cho một kèo thì là pump một phát hay là đu với anh em đu như đó, mình sẽ tránh cái hình hiện trạng đấy. Sẽ cho vài kèo cùng một lúc chứ không phải là cho ấy. Anh em nào vào kèo ngon thì pump sớm, chưa ngon thì nhớ cài stop loss thôi nhé. Nhưng mà mình với Hưng là sẽ cho một vài kèo cùng một lúc chứ không phải ra một kèo. Đấy.
tất cả những cái bài ra nhá đều phải có link của nhóm, đều phải có link rep, đều phải có cái, nói chung là đều phải có cái như này này, cái link này. Đều phải gắn những cái link như này để cho họ biết là những cái link để gắn vào của mình nhá, gắn vào những cái này của mình. Ok chưa? Tiếp tục nha. Ở đây. Oanh ơi, em có không? Oanh không nhỉ? Ok. Thì em apply vị trí số 3 nhá, Oanh nhá. Đây. Vị trí số 3 này thì ừ được, demo phải, sẽ phải demo trước mà. Vấn đề là anh em là apply, anh em là muốn làm mà thực sự là làm cái này cũng sẽ lâu đầu, sẽ mất thời gian phải kiên trì cơ. Anh em mà xác định kiên trì được thì hãy làm. Mình nói thật. Không thì về sau gọi là lọc thì mất công, sợ nản bỏ thôi. Vì làm cái này là phải có, nhất là phải có đam mê kiếm tiền mà phải có kiên trì. Ở cái vị trí số 3 này thì đảm nhận kèo và thông tin lên các nhóm channel như là kênh kênh Twitter này, kênh TikTok này, kênh Facebook này. Đấy. Cái này thì lương thì sẽ thỏa thuận hoặc là deal riêng. Thì mình thì anh em mà đăng ký vị trí này thì mình sẽ có những cái deal deal riêng cho anh em. Đấy. Thế ban đầu có thể ít nhưng mà tùy theo cái lượng KPI, ví dụ là bài này được nhiều người xem hay nhiều đó, hay là nhiều mắt hay nhiều đó, hay nhiều tương tác hay nhiều đó thì bọn mình sẽ có người mà để mà xem và là sẽ có bonus riêng, thưởng riêng. Đấy. Công việc thì ví dụ nhá, cái Twitter ấy thì sẽ làm một cái Twitter để theo dõi những cái người nổi tiếng để lấy thông tin về. Cái này dĩ nhiên là mình sẽ hướng dẫn, tức là những công việc riêng thì mình sẽ hướng dẫn từng từng cái một để anh em làm. Đấy. Thì bây giờ là Twitter ấy thì sẽ up là 1 đến 5 bài một ngày. Up kèo này, up thông tin này, tùy. Đấy. Không có mà có nhưng mà có lẽ là ấy thì lấy tất nhất là up up về cái phân tích kỹ thuật và là kèo là chính. Đấy. Nhưng mà sẽ up sau cùng. Up bài và fanpage đấy, đấy. Tốt nhất là chúng ta tập trung là về kèo thôi, phân tích thị trường, tức là phân tích thị trường, phân tích vi mô và kèo ra. Đấy, là tốt nhất, đúng không? Chúng ta sẽ làm một cái kênh gọi là VIP về signal. Đấy. TikTok thì sẽ làm cái này thì làm TikTok là chính. Từ TikTok mình sẽ up lên những bên khác. TikTok thì mình sẽ lên lên ví dụ như là edit video này, lên video trước này, oanh cứ lên thử một vài video trước cho anh nhá. Xong rồi là lên content và hashtag này. Và là khi làm xong video up lên thì sẽ gắn gắn cái link nhóm, là comment cái link nhóm ở ở ở ở bài đấy, đấy. À, mẫu một cái và vài cái để nếu mà lên xuống cái thì ngon đấy. Để link vào nhóm nữa nhá. Thì cần 1 đến 2 người làm. Đúng không? Chị em phụ nữ quá tốt luôn. Vị trí số 5 này thì là hỗ trợ cùng với cả team làm tút này, tức là team, tức là bên làm tút là một bên riêng nữa, thì mình sẽ hỗ trợ bên đấy để làm tút này, làm video hướng dẫn này và support member này. Thì 5 đến 10% lợi nhuận mà là của team 9x mà thu được từ cái sau này mà là nó thu phí mà làm tút ấy thì sẽ được chia cho mọi người. Đấy. Cần 1 đến 2 người. Xong rồi là đúng rồi, anh Huy đang làm số 6 thì làm kênh Aerobe ấy, thì kiếm những kèo Aerobe từ các channel up về mình up up lên. Xong rồi là lợi ích thì là lấy rep làm, tức là mình anh những cái kèo nào mà có rep ấy thì anh đăng đăng rep của anh lên. Đấy.
làm cùng vị trí số 5 là ổn. Đúng rồi. Vị trí số 7 thì rơi vào team săn dự án, săn kèo, kiếm kèo IDO. Lăn pad. Đấy. Ok ạ. Kiếm dự án ngon, chưa lít sàn đấy, kiếm dự án meme coi thì đấy, kiếm dự án dài hạn vân vân đấy. Lợi ích thì sẽ gì, được những kèo ngon, được đi trước này, xong rồi được xe whitelist này, được xe allocation này, cả các dự án deal được này. Mà ký uptrend thì mấy cái đấy chắc cũng sẽ là ăn, sẽ mà mọi người chắc cũng sẽ thích, vì cái đấy sẽ ăn ăn được nhiều đấy. Nhưng mà trước mắt thì mọi người sẽ phải training, không training chưa làm được đâu. Đây là mình chỉ nói trước các vị trí mọi người có thể nhắm vào, mà mọi người có thể apply vào, thì mình sẽ bắt đầu là hệ training dần. Không training là không làm được đâu, không có kiến thức cũng không làm được đâu. Phải có thời gian làm thì phải thấm nhuần tư tưởng của team đã, không phải theo ý mình rồi đâu. Mọi người là phải học và phải biết tư tưởng của nhóm thế nào, mà là phải đi theo nhóm cơ đấy, không làm cá nhân được. Đấy, trước mắt thì sẽ có 7 vị trí này, đúng rồi, phải kiên trì. Vị trí số 7 này thì có thể thêm là như này. Làm các video phân tích dự án up lên YouTube. Đó. Làm thêm được cái này. Thì em nói sự với anh là có làm thì mới có ăn, không làm thì làm sao mà có ăn được. Bọn em cũng phải làm, bọn em cũng phải học, học xong rồi thì làm aerobe là cái làm lâu nhất và lợi ích có kết quả nhất đấy. Thế nên là em mới bảo là mọi người là em với Hưng là sẽ phải cho mọi người là những cái kèo chơi, làm những kèo chơi để kiếm, gọi là kiếm kiếm những cái vốn qua ngày, phải có chứ. Đấy. Còn đâu là bây giờ là mọi người mà là apply xong, mọi người sẽ được phải training, phải học cả training chứ. Sau khi học training xong, đến 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 lúc tầm khoảng năm sau, tầm khoảng tháng 3, tháng 4 thì mình bắt đầu là triển khai. Bây giờ cứ làm tạo tạo các nhóm, tạo các link để mô, để demo trước. Đấy. Demo khi nào đi vào guồng quay rồi thì mới bắt đầu là chúng ta là sẽ bắt đầu là triển khai về thu và tuyển học viên và thu phí, và là những cái đó. Lúc đầu thì chúng ta cũng phải bỏ công ra mà làm thôi. Đấy, mọi người ai ai ok thì cứ up apply vào. Đây. Chữa vào K2 nhỉ? Đây để gửi gửi qua K2. Vào phần trò chuyện này lấy này Tuấn ơi. Ai đăng ký thì điền Telegram vào nhá, điền Telegram chứ điền như này thì biết làm sao được. Đây điền như thế này biết làm sao được, biết là ai đâu. Điền Telegram vào nhá.
Mọi người ơi, mọi người điền cho mình cái Telegram vào nhá. Có điền rồi, có nhóm rồi anh ơi, anh pin lên nhóm rồi. Mọi người cũng biết nhá, là nhiều team mà nó làm về rep ý, thì sau này chúng ta cũng sẽ có một cái nhóm để làm Futu, nhưng mà Futu cho bên nước ngoài thôi. Thì bây giờ là mọi người là anh em là đều phải làm cái gì, làm như thế nào thì cũng phải có cái link vào nhóm này, có cái link rep này. Thì bây giờ là có cái link mà là có cái link rep ấy, thì sau này là sẽ trích lại phần trăm cho mọi người trong team đấy. Nhá. Thì mình sẽ để thông tin vào ở trong cái driver. Còn lâu, khóa 2 thì còn lâu. Khóa 2 học 3 đến 6 tháng, khóa 1 học xong 3 tháng rồi thì phải thêm 3 tháng nữa thì may ra làm được. Tức là bây giờ là cái tức là ở cái vị trí số 2 ấy, thì bây giờ là em lên những cái content, ví dụ nhá, trong team mình có người ăn được đúng không, thì chúng ta khoe lãi đúng không, chúng ta bây giờ khoe lãi, chúng ta thấy mọi người bắt đầu là khoe lãi, khoe 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 khiếc, xong rồi là khoe ăn được kèo, thì bây giờ chúng ta sẽ lên những content để up lên để khoe những cái kèo này đúng không nào. Thì bây giờ là bọn Tây bọn nó mới biết được cái kèo này ăn như nào, cái này kia như nào chứ, đúng không? Tao lên Đúng con rồi. tem về 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 ăn kem. Đúng rồi, kiểu kiểu PR lên đấy, kiểu promote lên đấy, là kèo này ăn, kèo kia ăn đấy. Đúng rồi, FOMO ơi, học đăng ký team 9x này. Thì bây giờ là cái này là cùng đã vào team ra thì mình nói thẳng luôn là kèo nào anh em ăn được thì anh em cứ khoe lên. Khoe lên càng tốt, tức là active lên càng tốt, khoe kia càng tốt đấy. Đã là nhóm nào thì mọi người cũng sẽ rơi vào để mọi người là búp lên đúng không, đấy là sau vào nhóm VIP thì mọi người búp lên đấy, anh em ăn kèo nào thì bắt đầu khoe khoe xong rồi đấy, chúng ta sẽ lấy những cái đấy để chúng ta làm cái nguyên liệu để chúng ta làm quảng cáo, up bài lên, ví dụ là hôm nay kèo kèo ví dụ là kèo rát này ăn được tầm 5% này, 10% này đúng không, cái kiểu đấy. Có khó không? Có sự không khó mà làm dần rồi quen. Thấy những cái kèo ăn ăn take profit 1, take profit 2 anh đều phải khoe lên đúng không? Xong rồi là ăn được những kèo nào to lên chẳng hạn thì bắt đầu là lệnh vào, anh sẽ show cho lệnh vào, xong rồi anh sẽ show cho lệnh lãi. Thích được đúng không? Đấy, hoặc là phần trăm cũng được, vui vui cũng được, chả cần phải nhiều. Nhưng mà kèo nào lỗ thi thoảng phải up một vài kèo lỗ lên một lỗ. Đấy. Nó cũng chỉ thế thôi, không có gì là nhiều. Xong rồi là Quay lại cái kèo suốt đời. ở mỗi cái kèo ấy thì đều 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 có cái link ở dưới, là link đăng ký tham gia nhóm,
Linh Linh đăng ký đây này, Linh 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 của nhóm này, xong rồi là từ cái đấy là mình sẽ có Linh YouTube, Linh đăng ký đây này. Đây là Linh của bên tiếng Việt, còn đây là Linh Linh của bên tiếng Anh thì mình sẽ làm một cái Linh chi khác. Ok chưa? Đấy, tiếng Việt là một link tree và tiếng Anh là một link tree riêng. Link tree đấy sẽ bao gồm là các kênh của channel về nước ngoài. Đấy. Bây giờ sẽ phải làm một cái TikTok của nước ngoài này, một cái YouTube của nước ngoài này, xong rồi là một cái Twitter của nước ngoài này. Đấy. Tức là một người sẽ phải quản lý, tức là một người mà làm cái vị trí hai sẽ phải quản lý của channel của Việt Nam và nước ngoài. Đấy. Nói là mất nhiều thời gian nhưng mà thực sự không mất nhiều thời gian đâu. Đấy. Up một hai bài lên xong rồi là nó sau này làm là sẽ có form hết. Tức là sẽ có mẫu làm hết, từ đấy mình cứ làm theo một mẫu, cứ đóng nguyên một mẫu thôi. Xong rồi là tổng hợp kèo một tháng như là ở cái ở ở ở cái link này là có bạn Thành bạn ấy lên cho mình cái nhóm cái kèo một nhóm ấy như này này. Đây là tổng hợp kèo chiến lợi nhuận đây này. Thì sẽ làm ra một cái Excel như này này. Đây là của khóa 1. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái Excel như thế này. Và mỗi một cái mỗi con mà ra ấy, thì mình sẽ có một cái link link Telegram, mình copy cái link Telegram dán vào đây. Đấy. Mình sẽ copy cái Telegram để dán vào đây. Ví dụ như kèo TRB này nhá, mình là mẫu luôn này. Thì bây giờ là kèo nó ra TRB đúng không? Bây giờ kèo TRB nó ra từ bao giờ? Đây. Ví dụ kèo TRB, kèo hồi TRB này đúng không? Chúng ta copy Messenger link này, copy vào đây này. Xong rồi là chúng ta sẽ dán vào đây này, TRB đúng không? Dán vào đây này. Paste thôi nhỉ? Đâu dán vào đây này. Đây. Copy link. Cái này anh gửi cho em cái email thì em add vào thì anh mới ấy được đấy ạ. À ừ. Đấy. Anh gửi thành 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 add add thử vào đây, add thử vào đây nào. Đây, add thử vào đây Thành ơi. Đấy, add thử vào đây xong, đây. Dán vào đây là xong. Đã hiểu, anh em hiểu vấn đề không? Kèo nó ra đều phải có link vào đúng không? Ừ, đấy. Kèo thì chúng ta là sẽ tính là từ điểm vào đến đỉnh cao nhất. Là điểm là cái mắc lợi nhuận, là lợi nhuận là anh em chốt từ take profit 1, take profit 2 cái kiểu đấy. Nó sẽ có show ra những cái lệnh vào và lệnh ra, tiền lãi. Nói chung là anh em mình thực sự là biết là làm những cái gì là chúng ta là phải có sách, mách có chứng. Làm cái gì cũng phải để trắng mực đen chứ không phải là kiểu phông bạt hay là dính top lot mà không mà là không không kê ra. Đây này, kèo nó dính stop loss ghi hẳn dính stop loss ra. Đấy. Đấy, kèo nó dính stop loss ghi hẳn dính stop loss ra. Nhưng mà dính stop loss xong lại bay. Đấy, kèo phải kiểu thế. Và những cái kèo này mà là ấy ra thì chúng ta là phải dạy cho họ là cách vào lệnh thế nào, cách mua thế nào, cách chốt lời thế nào là phải dạy. Tại vì là những cái kèo mà nhóm mình ấy thì thường thường là chúng ta là sẽ phải chơi kiểu là DCA từ cái vùng key level hoặc là để cắt 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 lỗ từ cái vùng key level tầm khoảng 5%. Có người vùng mua vùng bán thế nào. Đấy, thì đã hiểu được cái cách chơi của nhóm thì nó mới dễ vào kèo mà dễ ăn được. Chứ bây giờ người mới vào người ta không hiểu vào kèo thì người ta dễ vào dễ dễ bị dính top loss dễ thua. Mà dĩ nhiên là những cái kèo ra là mình với Hưng là đã gọi là thấp cái entry và stop loss xuống rồi để giảm bớt rủi ro rồi. Đấy. Thì tạm thời là chúng ta sẽ chơi spot. Còn là kênh VIP nước ngoài thì để lâu lâu rồi, tầm khoảng 1 năm 2 năm rồi thì chúng ta sẽ mở kênh Futu ở bên nước ngoài. Lấy rep, kiếm rep. Đấy. Mình thì thích là chơi nước ngoài hơn. Và mình sẽ với Hưng là sẽ bui về cái trading view và những cái phân tích, mình sẽ có một số anh em để phân tích những cái xu hướng, phân tích dự án làm cái kênh YouTube nước ngoài. Đấy. Anh ấn F5 là được rồi. Ừ. Đấy. Linh bài viết đây.
thì nó sẽ có những cái một cái dạng mà tương tự như này, làm cho nó chuẩn chỉ luôn. Chỉ để làm được cái này thực sự là cần mọi người là cùng làm với nhau, cùng đồng hành thì chúng ta mới được, chứ mình với Hưng là hai người muốn làm to, muốn làm lớn mà muốn gọi là muốn kiếm được nhiều tiền thì hai người là không làm được. Mọi người thấy các bên khác là kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Đấy là họ to, họ mạnh rồi thì họ thừa rất là nhiều cách để họ kiếm tiền từ cộng đồng. Đấy. Thế nên là bây giờ những ai mà là xác định mà là đi cùng với nhóm thì đăng ký. Đấy. Thì đăng ký đồng hành cùng với team. Nhá. Đăng ký đồng hành cùng với team. Chúng ta sẽ đi trên một con đường khá là dài. Đấy. Phát triển được cùng với nhau thì ăn được bao nhiêu, mình và bọn mình ăn được bao nhiêu thì mọi người cũng ăn, cũng sẽ ăn được nhiều lên từng đấy. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người có ủng hộ không? Mình với cả Hưng ấy đi một mình thì đi rất là nhanh, nhưng mà để đi lâu dài và để kiếm được nhiều tiền hơn thì phải có đồng bọn. Đấy. Đúng rồi, mình phải bui, tức là bây giờ tại sao mà là những bên khác là mùa uptrend, là mùa downtrend này bọn họ lại tan rã, lại bị chán, lại không tập hợp được với nhau. Nhưng mà là tại sao mình với cả Hưng là lại muốn xây dựng và là muốn tập hợp những người ở trong downtrend? Tại vì ấy, đã trải qua downtrend rồi thì mới có thể là kiên trì được. Tại vì đấy, downtrend này sẽ loại bỏ phần lớn những người nào mà là không có tính kiên trì và là chán nản. Nó là nói chung là gọi là thất bại thì sẽ dừng dừng cuộc chơi tại lúc tao chen. Đấy. Khi trải qua tao chen rồi thì thật sự là chơi ở thị trường này mua up chen dễ lắm, kiếm tiền dễ lắm, sướng lắm. Mà lại đồng hành cùng với mình với cả Hưng nữa thì kiếm tiền thì nó không phải là khó. Sắp ngửa bàn tay. Vấn đề là sẽ thử sức, an tâm mà sẽ thử sức. Sẽ thử sức. Bây giờ là đăng ký trước đi đã. Xong rồi là một vài tháng để tích lũy kinh nghiệm và để ấy, xong rồi mình mới bắt đầu là cho mọi người join vào dần. Bây giờ mình với cả Hưng là sẽ bắt đầu là xây dựng những cái kênh trước. Xong rồi là sẽ cho mọi người add mọi người vào những cái kênh đấy sau, training sau. Thì dĩ nhiên là muốn đổi đời ấy, là muốn mẹ kiếm được nhiều tiền thì là phải có đi cùng với cả team, bỏ công ra mà làm. Đấy. Quả ngọt thì bao giờ chả phải bỏ công ra để mà gọi là vun đắp lên, để gọi là trồng trọt. Đợi người ta đợi quả ngọt, người ta đợi vài năm. Còn crypto này nhanh thì 1-2 năm thì thôi. Đấy. Vị trí này là có hạn đấy, nó không phải là không có hạn đâu, có hạn. Mình thì không cần nhiều người mà mình chỉ cần những cái tinh anh thôi, kiên trì và tinh anh. Đấy. Có kinh nghiệm thì càng tốt. Mọi người cứ đăng ký đi. Cứ xác định là tầm khoảng 3 đến 5 tháng nữa thì mới bắt đầu triển khai được. Phải học đã. Mọi người phải học đã. Ít nhất là phải 2, 3, tức là phải 2 đến 4 tháng nữa thì mới ra mày đấy.
Ừ, thì khóa 1, khóa 2 thì cho anh em vào cái lớp thực chiến rồi đấy. Thì cái lớp đấy bọn em cũng sẽ chốt số lượng thôi, nhưng mà khóa 1, khóa 2 vào đấy thôi. Ở đâu là bọn em sẽ là làm con nhóm khác để sẽ thu VIP. VIP chỉ được 1 tháng thôi. Đắt hơn mọi người nhiều. Đấy. Mọi người cứ quý bọn em thì cứ hỗ trợ các team cộng đồng cho bọn em. Đúng rồi, ít nhất là phải thế thì mới vẽ được, mới cho kèo được. Thực sự thì mấy cái này làm cùng bọn em phải có thời gian. Anh em còn bận công việc ngoài thì cứ làm công việc ngoài thôi, còn đâu là kèo cọt bọn em vẫn cho anh em đầy đủ mà, cứ an tâm. Kèo thì sẽ cho team A là team 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 team, team 9x trước này. Xong rồi là sẽ cho bên anh em nhóm thực chiến trước này. Xong rồi là để đến cái bên các bên VIP này. Xong rồi sẽ bên cộng đồng này, đấy. Tức là đã xác định làm mấy ngày ấy. Thứ nhất, mục tiêu là kiếm tiền. Thứ hai, mục tiêu là phải gắn bó với cả nghề. Và phải có thời gian. Hai cái đấy. Kiên trì nữa. Còn đâu là anh em cứ an tâm, thời gian nó sẽ trả lời cho tất cả. Ai theo được trụ được thì vài tháng nữa là biết ngay. Tiền thì nó kiếm được khi và chỉ khi mọi người làm tốt. Đấy. Đấy. Wow, biết à, vẫn đi ngang nhỉ. Không thay đổi gì lắm. Hôm nay lại đỏ rồi. Nó không lên được cái mức này. Thì có vẻ anh em vẫn ở trong vùng an toàn đấy. Vẫn ở trong vùng an toàn đấy, đợi xem thứ hai là mai thứ hai rồi đúng không? Mai thứ hai rồi thì dễ cái mến này là nó sập đỏ lắm. Total 2 cũng căng nhỉ. Mẹ dễ đỏ lửa lắm đấy. Nhưng mà vẫn đang kỳ vọng 5550. Cái này thì bớt bớt cắt đi rồi. Doom thì nó vẫn đang lên tiếp, mẹ sợ thế nhỉ. Doom Doom hôm qua xanh lét này. Hôm nay lên này mà bit nó vẫn đi ngang này. Đáng sợ đấy. Bọn nó cash out tiền ra cũng khá đấy. Không đùa đâu. H4 này có tình trạng đi lên tiếp nha. Đi này là bit lên và ăn coi sập này. Đúng rồi. Rát điểm. Rát điểm. Rát bay mạnh à? Thích nhỉ? Các bạn các bạn. Rát lên 7 1,7773 được. Pupil. Anh em đăng ký thì vui lòng là ghi tên Telegram vào nhá. Anh em đăng ký thì vui lòng ghi ở trên là Telegram vào nhá. Chứ nói như này thì
thì hơi khó, không biết liên hệ ai. Ok. Vấn đề là em ai ghi ở đây thì anh em phải phải điền thông tin vào cho mình nhá. Anh em điền thông tin vào cho mình nhá. Không biết liên hệ ai đâu. Setting lại này. Respond call like email này. Anh em nào điền 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 lại đi, ghi 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 thông tin vào. Lốt à? Xem nào. Đi gang ngon thì đúng rồi. H4 thì cũng có phải là đang gom đấy, đang bơm đấy. H4 đấy. Ngắn hạn thì đang bơm rồi. Xả mạnh nhỉ. Ôi, ôi, ôi. Bao giờ mua luôn mạnh hơn cây này thì ngon. Mình đang đi ngang tiếp thôi. Nói chung là nó sẽ có bơm đấy. H4 con này có lệnh gom nhá, H4 nhá. Ngắn hạn thôi. Chắc được tầm 5 10 15%. Volume đây đúng không? Volume đây. 10 này, 15 15 15 20. Volume này nó đang giảm nhiều. Không bằng lần trước. Nó vẫn đang giai đoạn gom đây anh ạ. Pantera Bayern Lab AZ16 ngon chứ. Cát hơi to thì thôi. Cát này cát hơi to, à cát 20 triệu. Ừ, hơi to thì 55%. Có này giảm thêm tí nữa thì đẹp. Mười bảy nghìn rồi, biết thêm cọc xanh phết nhỉ. Ok đấy mọi người, ai mọi người là đầu tiên là đang cần vị trí số 3 nhất. Bạn nữ nào làm được thì tốt quá. Có bạn Oanh Vũ nhận rồi. Tưởng tuyển vị trí 1 rồi. Là một thứ thôi.
Làm nhiều làm gì? Học rồi training lại cũng ngon mà. Mảng training ngon đấy. Cái này làm dần chỉ dần, làm được thì kể cả mọi người ra ra nhóm khác mà mọi người làm vẫn được. Ok phô. Nói chung là lúc đầu nó cũng nhàn thôi, về sau làm nhóm to bắt đầu là đông đông lên, rất lệnh là phải làm kiên trì nữa. À thì đi lên, lên kiểu phân tích thôi, vấn đề gì đâu. Research chung mà. Cùng kiếm dự án cùng làm cái đấy thì FOMO là lão làng rồi. Paul Paul làm cả vẽ cả nghiên cứu cũng được, vấn đề là em Paul ơi, em phải có tham đúng không, em phải có thời gian. Thì anh biết là em có thời gian thì em làm cả vẽ này, cả vị trí số 4 này, xong rồi cả vị trí về 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 nghiên cứu kèo, phân tích kèo cũng được mà, cả làm kiểu phân tích dự án như kiểu bên Capital ấy, thuận Capital đấy làm được. Và cái đấy là em phải rảnh và có tham cơ, cái đấy thì anh đúng rồi, bao làm không có thời gian, không có gian ngủ làm sao mà làm được, có tham cái thì mẹ đầy vị trí cho mày làm. Nhưng mà trước mắt là vẫn phải lo về cơm áo gạo tiền, là vẫn phải lo về ấy đấy. Ừ. Ngon. Thực ra thì Paul ơi, một ngày ấy, em có thể bỏ ra tầm ít thời gian đấy để làm một cái video cũng được, không up lên. Được không? Cho vào một cái playlist riêng. Đấy, ừ đúng rồi, phải tập trung đã. Ví dụ là bỏ ra ví dụ một ngày nhá, em chỉ cần đúng rồi, làm một video trước thôi. Ví dụ là em thích làm về dự án này hay là thích phân tích về cái gì này thì anh với em sẽ bàn. Ừ được, làm cái video hướng dẫn chạy nốt này, xong rồi là hướng dẫn video cho e này, được đấy. Paul gửi cho anh cái Gmail, anh add em vào cái bên YouTube. Ừ. Paul ạ, em thích thì em hướng dẫn là một ngày làm bỏ ít thời gian ra tầm khoảng 50 phút để làm hướng dẫn đấy cũng được. Gửi cho anh cái Gmail, anh add lên kênh YouTube cho. Đấy. Nói chung là anh em nhiệt huyết, anh em đi đồng hành cùng thì chắc chắn là đúng rồi. Đã bảo là anh em đi cùng với nhau được thì mình rất trân trọng những anh em mà đi cùng mình từ từ ngày đầu tiên. Đấy. Thì anh an tâm là đi cùng với nhau thì không bao giờ bỏ đãi được anh em. Ừ. Ngon. Paul ơi Paul, anh bảo như này nhá, ngoài ngoài cái kênh ngoài cái kênh chính của nhóm nhá, em làm thêm tầm 1 đến 2 kênh của riêng em up 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 lên cùng Paul ạ. Nên làm nhiều kênh. Ừ. Chỉ cần làm một video mình up lên cả ba kênh cũng được mà, nên làm nhiều kênh. Ừ. Ok, tuyệt vời luôn. Thực sự thì mình cũng bảo anh em rồi,
ở cái thị trường này, anh em cùng nhau làm, cùng nhau đi cùng với nhau một con đường, thì nó chúng ta mà phát triển lên mạnh được thì anh em chắc chắn là anh em cũng sẽ lên cùng nhau. Đấy. Đấy là cái mà mình muốn khi mà mình chia sẻ lại cho mọi người. Mọi người thấy mình với cả Hưng chia sẻ lại cho mọi người cái khóa 1, anh em khóa 1 mình rất là tâm huyết. Tại vì là mình với Hưng đang rất muốn là tìm những anh em đi đồng hành cùng với nhau. Đấy. Và là muốn mọi người là phải học được kiến thức căn bản và phải tốt và vững chắc. Thì để sau này mà mọi người đi cùng với nhau, mọi người có thể làm cùng cùng tức là join cùng team cùng nhóm để làm thì nó không bị bỡ ngỡ. Nên là cái kiến thức rất là quan trọng, nên mình mới bắt mọi người là phải học. Đấy, chứ không thì sự ở các nhóm khác ấy, mọi người học hay không thì bọn nó cũng chả quan tâm đâu. Nhưng mà mình bây giờ là mình muốn là đi cùng với mọi người, nên là mình bắt mọi người phải học. Ai mà không học mình bực mình lắm. Đấy. Tâm huyết mình vẫn bỏ ra dạy cho anh em. Nên là mình lên một bài video này để nói cho anh em là cái định hướng và hướng đi của team. Đấy. Để cho anh em biết được là sau này là team mà mình sẽ đi như thế nào, phát triển như thế nào. Đấy. Mình thích làm với cả Tây. Đấy. Nam cao xem vị trí nào làm được thì apply nhá. Mình rất là muốn anh em tích cực mà đi cùng mình. Thật sự. Đấy. Còn đâu anh em đi cùng với nhau chắc chắn là mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái công việc cần thiết. Vừa học vừa làm luôn. Cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ. Đấy. Tiếng Tàu thì có Vĩ, team mình là có Vĩ cả Nông là nói được tiếng Trung. Có làm một lúc Tàu cũng được. Vấn đề là để bạn Vĩ với cả bạn Nông mà có thời gian cơ thì sẽ làm thêm một cái kênh của Tàu. Bây giờ vẫn đang bận làm kênh. 1 năm à. Vĩ cũng đang ở Tàu. Ờ, cũng ở đài tuyệt vời. Ok, lại thêm một bạn nữa. Đúng rồi, Summit là Vĩ này. Thì thực sự anh em cũng biết là mẹ đã có team đi với nhau rồi thì nó an tâm hẳn. Đấy. Đấy thì anh em trước mắt là cứ xem đi. Xong rồi đăng ký. Mình với cả Hưng bây giờ là sẽ lên những cái gọi là những cái driver để những cái tài liệu để cho anh em và những hướng dẫn anh em công việc từng công việc một. Nó sẽ mất thời gian đấy. Zeta phải cheat nhá. À không, tức là điền Telegram thôi, FOMO thì anh biết kinh nghiệm rồi, không không vấn đề phải lo, cứ nào cứ cứ vào triển triển khai thôi. Triển khai dần thôi.
Thì lúc đấy là sẽ add mọi người vào một nhóm, xong rồi sẽ họp họp riêng và sẽ phân chia công việc riêng và sẽ hướng dẫn những cái cần, là những người cần những cái tài khoản gì để làm. Đấy là phải có. Nói chung Thế là vậy khi mà bắt đầu còn lại thì anh em là sẽ văn phòng làm hay là mỗi người sẽ có công việc? anh em ở đây nhiều người ở Sài Gòn, nhiều người ở đấy thì làm sao ấy được. Chúng ta là sẽ làm việc ở trong Telegram và sẽ trao đổi qua cái driver. Tức là thông tin tài liệu thì sẽ có ở trên driver và thi thoảng chúng ta sẽ họp team qua Meet này này. Đấy, tại vì mọi người cũng đều là đi làm công việc riêng nữa mà. Bây giờ là công việc của những người nào, tức là công việc vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 như nào thì anh sẽ hướng dẫn cho từng người và sẽ phải cần thời gian để training. Chứ không bắt buộc là phải đến 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 cùng cùng một chỗ đâu. Về sau nếu mà gọi là kiếm được làm được thì dĩ nhiên là sẽ thuê văn phòng. Anh em khi gặp ra quý vị nhà xã hội sao cho một người đặt việc nhỉ, An bánh tâm kẹo thì là bằng cái gì có luôn kế toán, có kế toán là tính, có kế toán là tính tiền riêng rồi. à, có như mình ký là anh em có thể là chúng ta sẽ có một cái quỹ này để cái quỹ đấy có thể là gọi là một cái tài khoản riêng ấy, gọi là trả tạm một cái tài khoản chung, không một cái mình sẽ dùng tài khoản đấy. Thứ nhất là mình xét theo mình cho theo mình phát triển mình tự tự vào kèo với một vài hàng tháng tổng kết coi lợi nhuận như nào để chia đấy, Cũng sau được. đó anh em đăng ký trong thời gian đầu, trong trong thời gian mà anh em cùng phát triển qua một cái một thu nhập hoặc qua một cái tài khoản để có thể PC luôn. Cũng được. Cái này thì sẽ bàn ở trong nhóm. Tức là sẽ bàn ở ở ở ở trong team sau. Và là nói chung là bọn anh là sẽ trích ra để làm cái aerobe và cả đấy nữa rồi. Làm cả aerobe, tức là trích ra làm aerobe này, làm marketing này, xong rồi làm quỹ này, xong rồi là chia lương cho anh em nữa. Thì nói chung là cũng sẽ phải 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 đều. Đấy. Dĩ nhiên là chia ra thế thì sẽ không được nhiều, nhưng mà mọi người là cũng gọi là có tí thôi. Ra thế cũng cũng không đáng mấy, mà ví dụ thực ra quan trọng là anh em đi cùng với nhau thì mỗi một tí nó góp lại là được, quan trọng là mình đi cùng nhau, chứ còn anh em vẫn có tài khoản riêng mà. Em nói thật là đi cùng nhau thì kèo kèo còn vào đủ để anh em gọi là ăn ăn sáng hàng ngày thoải mái. Thì thế ý anh nói là cái câu chuyện là em phải hiểu là khi mà đi cùng với nhau á mà nó có cái tiền chung thì nó có sự gắn kết hơn, chứ còn mỗi người một tài khoản thì câu chuyện người ta tự làm với người Đúng khác. rồi. Cái đấy thì em bảo là cái bọn em là có tiền từ tiền rep này, xong rồi là từ tiền thu nhập được ngày, bọn em sẽ trích ra để cho là một phần này làm quỹ cho anh em. Quỹ đấy làm gì? Quỹ đấy nó sẽ chia ra làm các mảng. Thứ nhất là quỹ để vào kèo cho chung cho nhóm, thứ hai là dùng để làm aerobe để tăng thêm member, và thứ ba là để làm chia ra marketing. Đấy. Tại vì là không không phải là riêng bọn em có quỹ, mà là ngày xưa bọn anh làm team bọn anh cũng có quỹ mà, không phải không đâu. Đúng rồi, làm cái gì phải có quỹ, quỹ nó có sự gắn kết. Quỹ đấy thì để Hưng chơi cho nó khét. Lệnh nào kèo nào ra lãi bao nhiêu là biết hết mà. Ây chà. Thực ra cái quỹ đấy mà vào mùa uptrend ấy, mà đầu tư dự án ấy, mà là ấy thì khi lại ngon đấy. Nó lại ra gì luôn chứ. Đang đau xe này anh em thấy cái gì đấy có thể phát sinh được chứ phát xe thì đâu biết đâu được À, thì ngon thật mà. không thật sự luôn chứ Này, có mỗi phát đợt xe đợt trước quỹ kiếm được bao nhiêu mày ôm ôm hết BNB. Ôm hết BNB ăn được x3 BNB mà. Ăn hơi kinh đấy, 1 triệu đô ăn được 3 triệu đô đấy. À, Michael nó có nói chắc không nói đúng không? Ngày xưa rồi. Hồi thời áp trend cơ. Kiếm được bao nhiêu cho hết vào BNB.
BNB hai lên, đô lên BNB lên 600 chốt phát x3 luôn. Thực ra cái quỹ nhá sẽ có nhiều cách đầu tư. Một là đầu tư về cái kiểu lăn phát dự án. Hai là đầu tư về ôm coin, chơi coin hoặc là chia ra, tùy nhiều cách lắm. Còn đâu là anh em quan điều quan trọng ấy là phải làm, là phải làm việc hình thành cho nó một cái gọi là cái kiểu như là một cái team mê làm các làm cho nó gọi là như là một cái guồng guồng quay trước đi đã, ổn định đi đã, xong rồi là chúng ta bắt đầu là làm những cái video, làm những cái active để kéo khách vào, khách là member thành viên đấy, nhóm VIP đấy đấy. Xong rồi là mọi người cũng biết là khi vào những làm cái đấy thì nó cũng phải cần có những cái kèo mà ăn được ấy, thì chúng ta bắt đầu là ăn được thì show ra, xong rồi là cảm ơn, là khi là có take profit rồi thì anh em cảm ơn xong gì đó đấy, tùy đấy, gọi là để anh em hỗ trợ nhau đấy, dạng dạng đấy. Anh em chắc anh em làm chắc cũng quen rồi. Nói chuyện nhiều, chat nhiều để cho active. Thế thôi. Chủ yếu là cùng nhau làm, cùng nhau phát triển. Và chỉ phải anh em nào mà ách mà là có năng lượng này, ách tip này thì là có thời gian thì apply vào là ok. FOMO thì làm full time thì quá ok rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi. Nãy là anh buổi sáng anh hỏi đúng rồi, thì bây giờ là làm TikTok này, xong rồi làm YouTube này, rồi làm mấy này, đây là nhìn nhìn kênh YouTube này anh đông phết đấy chứ. Đây. Cái này là tăng tự nhiên nhá, hai trong vòng gần 3 tháng nhá, mà là có từ một người lên 422 người mà không quảng cáo gì cả, cũng 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 đông đấy. Bây giờ chỉ cần là phát triển mạnh thêm vài kênh nữa để cho kéo kéo về là xong. Làm nhiều đao che này là người ta còn xem ít nhá, xong rồi về sau còn nhiều nữa cơ. Ừ. TikTok là kéo mem nhanh nhất mà, đúng rồi. Thì bây giờ thế mới bảo là cần cần oanh vũ gọi là lên làm, xong rồi là cần thêm ví dụ Tuấn gọi là biết làm video cắt ghép được thì tốt quá đấy, edit được thì tốt quá, vấn đề là cái content là cái cơ. TikTok gọi là cảm nhanh đấy, làm ai có kinh nghiệm là TikTok rồi thì thì như anh rồi thì ổn, thì ổn cả tuần nữa đấy, hai người làm. Xong rồi là Paul làm cả Aerobe, làm cả nốt rồi ấy, ổn quá luôn, Aerobe nữa đấy, kéo hết. Nhưng mà phải có người làm mà là nó làm anh em làm mà có kiên trì cơ đấy, như mình dạy mọi người đấy, ngày nào cũng kiên trì, ngày nào cũng máu lửa luôn thì xin thế. Thằng Duy Trần làm Aerobe, làm cả banner, làm cả banner xong rồi làm cả mấy cái ảnh yết thì cũng được, ổn mà. Đúng rồi, mảng sóc siêu này là thời gian đầu là sẽ rất khó khăn và là sẽ cần anh em active tiếp nhiều đấy, cần kiên nhẫn nữa, nhưng mà một khi nó mà lên ấy, nó mà đông ấy thì ổn lắm, nhanh lắm. Nói chung là anh em nào mà xác định đồng hành cùng ấy thì khi mà nhóm bắt đầu có lợi nhuận ấy, anh em sẽ được xiềng sành quả xứng đáng. Anh em biết là mình với Hưng là cũng cũng sẽ không bạc đãi anh em đâu. Anh em mình nhìn đội chơi Go Việt Nam kìa, năm vừa rồi riêng trên Binance nó đã thu được 100 mít, Đấy, 100 mít đấy, anh em nhìn cái đội bọn nó làm 100 đấy.
Chứ coi VN đấy, nó làm một năm, 1,5 năm đấy, được 100 bit đấy. Tính ra mẹ tính mẹ ra là tầm khoảng 100 trăm tỷ đấy. Bây giờ team của nó tầm khoảng 20-30 người, team 30 người thì bây giờ là anh em biết chia bao tiền, mỗi người 1-2 bit là ngon rồi. Đấy là phải phải hiện em nha, chưa kể các sàn khác đấy. Đấy. Đấy là mình ngoài đen rồi. Thế là mình nhìn thấy thế là mình cũng muốn là anh em đi cùng với nhau. Thời gian đầu có thể khó khăn nhưng mà là có khó khăn rồi, sau này mà là anh em đi cùng mình ấy, cùng và phát triển lên được ấy, anh em sẽ là người được hưởng thành quả đấy. Làm cái gì phải đầu tư, chả phải bỏ công bỏ sức ra, đúng không? Xây dựng tám 100 builder bên Kairos này, kiếm ác này. Kairos nhìn kiếm ác phải không? Không 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 ác đâu, nhiều bên kiếm ác lắm. À đúng rồi, Thanh Hà Tuấn ơi. Em mà làm về TikTok, làm về YouTube ấy, và làm về video ấy thì anh bảo này, sau này mà là team mà lên được ấy thì em có thể làm edit video cho những cái dự án ấy, bọn nó book 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 booking để làm dự án ấy, em có thể làm những cái đấy được. Ổn đấy. Ừ. Bán khóa học có học được mà. Bên mình cũng sẽ bán khóa học mà. Bán ngon mà. Link đăng ký gửi trên nhóm rồi anh Nhất nhá, gửi lên rồi đấy. Đúng rồi, bọn hai lần game bọn nó bằng khóa học mới khiếp. Nói chung là thời gian đầu thì mình với cả Hưng sẽ hướng dẫn anh em làm, về sau là anh em vào guồng rồi anh em cứ thế mà làm thôi. Anh em cứ xác định là bỏ một chút thời gian ra một ngày để anh em làm. Đấy, lúc đầu thì làm shop SEO là nó sẽ mệt đấy, nó sẽ bỏ công hơn đấy, nhưng mà về sau mà là ngon rồi ấy thì có tiền tiền vào chắc chắn là sẽ có tiền nhiều vào, đồng tiền nó ổn vào. Đấy. Bọn nó thu bao nhiêu tiền một, bao nhiêu tiền một khóa à? Bác Phát ơi, bác xem nó thu bao nhiêu tiền một khóa. Bên mình thì cũng sẽ bán khóa học nhưng mà về sau mà là có nêm rồi thì sẽ bán giá cao cao một chút. Học xong rồi thì bọn nó ổn thì cho nó vào, bọn nó vào cái nhóm thực chiến, nhóm VIP. Đã cho vào nhóm VIP ấy. Mình bán VIP nữa. Bây giờ ấy, cái gì chả phải mất tiền. Cái gì chả phải mất tiền. Anh em không biết nhá. Cái nhóm VIP của nó mà bán mà là bọn nó bán vào cho vào cái nhóm VIP ấy, mấy nghìn thằng. Bây giờ mỗi thằng bọn nó thu tầm khoảng 200 đô. 1.000 thằng mà 200 đô thì cũng phải là tầm 200.000 đô à? Hình như ít thế à? Dạy cơ bản thôi mà. Giáo trình mà là mình mà là mở khóa 2 của mình nghĩ ra ấy là ổn nhất rồi. Giáo trình khóa 2 của mình là nếu mà dạy thì quá ổn luôn. Bao hàm hơn, kiến thức hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình cố gắng mình gom tầm khoảng 100 đứa một lớp. Nói chung là cái phần về training ấy thì cũng phải có ấy, cũng phải có cái người lo về phần đào tạo. Nhưng mà là mình dạy tiếng Việt thì bọn nước ngoài làm sao mà học được? Mình là mình chạy 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 kèo thôi, chạy kèo sang bọn nước ngoài thôi. Chung là nó phải có một người chuyên tiếng Anh. Nước ngoài thì xúc kèo là chính được. Thực ra anh Lê Huy ạ, mình là phải cho bọn nó ăn, bọn nó thằng nào mà vào trong VIP ấy là phải cho bọn 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 VIP nó ăn thì mình có uy tín. Còn thằng khác thì mặc kệ.
kèo mình ra thì mình sẽ ra nhiều kèo để cho bọn nó gọi là giảm cái tỷ lệ xả đi. Ăn được thì bọn nó mới vào, chứ bây giờ mà để cho bọn nó mà lỗ thì bọn nó vào là vào bằng niềm tin. Giai đoạn đầu là phải cho bọn nó ăn chứ. Khi nào đông rồi thì chúng ta lại phải có chiến lược khác, để chung là vẫn phải cho nó ăn thì mình kênh mới uy tín được. Bây giờ làm sao mà làm chỉ lo xả làm sao được, cứ so xả làm sao thì mình chưa sao được VIP đúng không, hỗ trợ nhiệt tình. Như thế là Tây tư duy nó khác Việt Nam. Ở Việt Nam ấy thì kể cả vào nhóm VIP ấy, ăn được hay không ăn được ấy cũng sợ bị chửi, cũng bị chửi mệt lắm. Tư duy Việt Nam nó khác nước ngoài. Ta làm mình cũng sẽ làm đủ cả Việt Nam cả nước ngoài. Còn đâu là anh em cứ đọc kỹ qua đi, ổn một cái thì chúng ta triển khai thôi. Thì mình sẽ cố gắng là lên lên những cái link nhóm sớm để cho mọi người, và sẽ liên hệ những ai đăng ký sớm. Đấy, anh em xem ở link ở trong nhóm nhé. Mà anh em có anh em nào hỏi 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 gì không, có thắc mắc gì không? Ở trên TikTok này nó không chia sẻ quyền quyền vào được nhỉ? Muốn chia sẻ cho thêm một vài người vào để làm không át được như ấy. Anh nhập thẳng vào à? Ok. Đợt này là cũng làm mấy cái này thì đợt này thì gọi là cũng nhiều việc đấy, nên là cũng phải cần anh em vào hỗ trợ. Mình với cả Hưng xác định là sẽ chơi lớn vào cái mùa này đấy, muốn đổi đời mùa này, và là anh em theo mình thì cố gắng là chúng ta sẽ cùng nhau đổi đời nhá. Xác định là chơi mùa này thôi, mùa nào nữa, mùa này là cần chơi lớn rồi. Xây dựng được thì chúng ta sẽ có một cái từ gọi là một cái cộng đồng để chúng ta kiếm tiền đều đúng không? Mọi người tham gia thị trường này mọi người cũng đều muốn kiếm tiền đều đúng không? Thì chúng ta phải tạo ra một cái dòng tiền đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải bỏ công sức ra để chúng ta nuôi một cái cộng đồng để chúng ta kiếm kiếm tiền đều đúng không nào? Đấy. Thế mọi người thích đổi đời thì mọi người đồng hành cùng. Làm rồi chúng ta sẽ vỡ ra được nhiều việc. Đấy. FOMO thì làm 1 2 năm rồi thì cũng biết là đổi đời nó dễ lắm đúng không? Đúng rồi. Có cộng đồng thì kiếm tiền ngon mà. Bây giờ chỉ việc nhá, cái kênh YouTube nó mà ngon nhá, kênh TikTok mà ngon nhá. Mình nhận làm quảng cáo, mình nhận làm KOL đã kiếm được một mớ rồi. Đấy, đúng rồi. Làm tất chứ, kể cả nó chửi chả quan trọng.
Mình ghi rõ là đây là sponsor. Chắc chắn là bọn dự án nó phải book rồi. Kênh của mình chỉ cần to, nhiều view, nhiều like, bọn nó vào, bọn nó book ngay. Bây giờ một video bọn bọn nó siêu, bọn nó book ra thì anh em kiếm mày ngon ơ. Đúng rồi. Thì thế bây giờ là bây giờ anh em mới bắt đầu là làm mà. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm phát triển. Anh em vẫn chưa biết được là cái lợi ích của bọn bọn nó làm cộng đồng đâu. Về sau anh em làm ra rồi anh em mới thấy ngon. Đấy. Mọi người là học với cả mình với cả Hưng trong vòng một khóa khóa này tầm khoảng 3 tháng mọi người thấy bản chất con người của mình với cả Hưng là như thế nào thì anh em biết. Đúng không nào? Anh em có biết cảm nhận được không? Mình chuyển dạy anh em là anh em biết cảm nhận được rồi. Đấy. Anh em nào gặp ở ngoài đời gặp mình vài lần thì anh em cũng biết là tính cách của mình như thế nào. Đấy. Mình với Hưng rất là open. Đúng không? Tạo cơ hội open và muốn tạo cơ hội cho anh em. Đấy. Anh em có nắm được hay không thì anh em phải cố gắng lên. Đấy. Ừ. Bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đúng rồi. Thế nên là bây giờ anh em là mình đang cần rất cần anh em hỗ trợ. Thật sự là mình với cả Hưng không giỏi về mảng cộng đồng và cũng không giỏi về 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 những cái mảng như là TikTok về ấy. Nên là thật sự là mình với cả Hưng là chỉ giỏi về crypto thôi. Nên là mình đang gọi là cần anh em đồng hành và cùng anh em hỗ trợ mình với cả Hưng. Đấy. Về 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 khoản về TikTok về những cái khoản khác để chúng ta có thể là làm một cái team đi cùng với nhau đấy không sao thì anh em đi cùng với mình thì sẽ được cái lợi ích gì thứ nhất là kiến thức thứ hai kinh nghiệm thứ ba trải nghiệm thứ tư là làm cộng đồng xong là sẽ có về kinh tế đấy thứ năm là mẹ kèo nào chen nào mà là được đầu tiên thì anh em đi cùng nhau. Ok, biết thế thôi. Tém tém lại nhá. Chết đấy, chết đấy, chết đấy. Đấy, chúng ta còn đâu là mình với cả Hưng là đã xác định là làm thế này thì mình cũng sẽ open, tức là mình sẽ open với cả một khóa 1 và khóa 2 là mục đích của mình cần như cái gì và làm gì. Đấy. Anh em nào thấy làm được thì join cùng mình với cả Hưng nhá. Đấy. Anh em thấy ổn không? Đã làm cộng đồng mà chịu được dư luận mà là phải sóc SEO, tức là làm về cộng đồng thì cần phải kiên trì. Đấy. Còn anh em an tâm. Mình với Hưng là đối với cả anh em rất là nhiệt tình, rất là chân thành, nhiệt huyết, rất là open. Đấy, nên là anh em rất cũng thoải mái đi. Không sợ không 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 sợ bị nói đâu, nó càng nói để cho anh em tốt thôi nhá. Còn đâu là join vào cùng rồi thì sẽ chỉ bảo nhau dần. Thực sự mới gọi là tìm thành viên mà đồng hành cùng ấy nó khó lắm, chỉ có khi nào mà dạy mọi người xong rồi là mới biết được bản chất, tức là biết được mọi người như thế nào xong rồi là mới biết được là mọi người là có cái, tức là mọi người phải cảm nhận được cái định hướng của mình với cái Hưng, xong rồi cảm nhận được cái tư duy của mình với cái Hưng ấy để cho chúng ta gọi chung chung một cái gọi là cái tư duy ấy. Khi mà đấy chúng ta làm việc nó chúng ta làm việc với nhau nó dễ đấy, nó hợp, nó dễ. Nhưng bây giờ là khi mà là chưa gọi là chưa làm việc với nhau, chưa dạy qua nhau, chưa tiếp xúc với nhau một thời gian thì làm việc với nhau hơi khó. Bây giờ mọi người đã học học qua mình với cả Hưng rồi, mọi người biết được tính cách của nhau rồi đấy, mọi người cũng biết khi mà mọi người cũng đã có kiến thức rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là làm thực hành đấy, tích lũy kinh nghiệm. Đấy, làm về cộng đồng. Đấy.
Mọi người đừng nghĩ là cộng đồng là nó mệt, là nó không có tiền nhá. Làm được phát là có nhiều tiền đấy, không đùa đâu. Trong nhóm mà có FOMO làm rồi, FOMO biết tiền nhiều thế nào. Mẹ xây xây nhà mua xe mẹ đầy đầy ự gì nữa, làm bên cai rốt thì chả thế ngon lành, mơ nhiều người mơ còn chả được. Nhưng mà những cái đấy là anh em phải phải cố gắng trước đã. Thôi chia sẻ với anh em thế thì anh em có gì là anh em có thể chat ở trong nhóm nhá. Mình bây giờ là cũng phải nghỉ ngơi tí đây. Chào mọi người nhá. Ok.